nhằm triển khai kịp thời các chương trình biện pháp đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để ngành du lịch sớm ổn định. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch. Theo đó thì đẩy mạnh hoạt động thông tin xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng với thị trường khách nội tỉnh, ngoài tỉnh và khách nước ngoài với thông điệp người Việt Nam đi du lịch Đắk Lắk và người Đắk Lắk đi du lịch Đắk Lắk điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch, đồng thời hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từng bước phục hồi các dịch vụ lưu trú du lịch, khu điểm du lịch, lữ hành, vận tải khách du lịch trong tình hình mới. Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước giao trong dự toán năm 2021 và năm 2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố và nguồn vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.